Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Trong video này, Ba Giây sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn về tin nóng hổi. VTV vừa đưa ra thông báo về việc khẩn trương rà soát các chương trình có sự góp mặt của diễn viên Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh trên sóng. Sáng ngày 1 tháng 7, theo nguồn tin của báo Dân Việt, Đài truyền hình Việt Nam đã đưa ra thông báo mới với nội dung về việc diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang có xì căng đan tại nước ngoài. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo đài, ban thư ký, biên tập đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát chương trình sản xuất trên giám sát sản xuất, thay thế hoặc là cắt bỏ chương trình nếu mà xuất hiện hình ảnh hai nhân vật đã nói trên ở trên số ngay từ ngày hôm nay, kể cả chương trình phát lại. Trân trọng cảm ơn. Hồ Hoài Anh sinh năm 1979 trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Hồ Hoài Anh là tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng Dẫu Có Lỗi Lầm, Núi Tiếc, Mưa và Nỗi Nhớ. Không chỉ sáng tác, anh còn làm giám đốc âm nhạc cho nhiều game show cho truyền hình cũng như là Giọng Hát Việt Nhí, Bài Hát Yêu Thích, vân vân. Còn Hồng Đăng sinh năm 1984 là một trong những nam diễn viên phim truyền hình nổi tiếng nhất hiện nay. Được biết đến một loạt phim cũng như là Cầu Vồng Tình Yêu, Chỉ Có Thể Là Yêu, Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Vụ Tạ và Em, Mát Cơ Va, Mùa Thay Lá, Người Phán Xử, Cả Một Đời Ăn Quán, Mê Cung, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hướng Dương, Ngược Nắng. Hiện tại, Hồng Đăng là diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội và Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam. Mới đây, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có chuyến công tác kết hợp với nghỉ dưỡng tại châu Âu. Cả hai liên tục chia sẻ những cái khoảnh khắc tuyệt đẹp khi đến Ý, Tây Ban Nha trong cái bản live stream gần nhất được chia sẻ vào ngày 24 tháng 6. Hồ Hoài Anh cho biết anh đã có mặt tại một cái sân golf trên đảo Mallorca. Cùng với diễn viên Hồng Đăng, cả hai bày tỏ niềm vui khi mà có những trải nghiệm mới mẻ tại đây. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta cảm thấy sốc hai nghệ sĩ Việt nổi tiếng hiếp dâm cô gái 17 tuổi tại Tây Ban Nha. Ngày 29 tháng 6, theo My Online đưa tin, một cô gái 17 tuổi người Anh được cho là bị cưỡng hiếp trên một cái hòn đảo tại Mallorca, Tây Ban Nha. Nghi phạm ban đầu được xác định là hai người đàn ông được cho là một diễn viên và một nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Được biết sự việc diễn ra tại một khách sạn phía tây nam của hòn đảo vào cuối tuần trước sau khi cô gái trẻ gặp những người đàn ông một nhà hàng gần đó. Theo tờ báo nổi tiếng tại địa phương, trước khi đồng ý hẹn gặp hai người đàn ông này, nạn nhân trước đó đã có khoảng thời gian trò chuyện với họ trên bãi biển. Cô gái cũng đưa lời khai với cảnh sát rằng hai người đàn ông 37 và 42 tuổi này đã bắt cô tắm sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm để xóa sạch tất cả các bằng chứng. Cũng theo tờ báo trên, hai nghệ sĩ này cũng đã bị bắt tại khách sạn, được giấu tên vào giờ sáng thứ Bảy và đã được tại ngoại nhưng đã bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi sự việc đang được điều tra. Ngoài ra, danh tính của hai người đàn ông này vẫn chưa được công bố, cơ quan chức năng vẫn tiết lộ họ đã từ chối trả lời các câu hỏi ngay sau khi bị bắt. Bên cạnh đó vẫn chưa rõ hiện hai người đàn ông này có bị cảnh sát thẩm vấn chính thức hay là không trước khi bị đưa ra phiên tòa chính. Về phía nạn nhân, hiện cô gái 17 tuổi đã rời hòn đảo cùng gia đình sau khi được khám và điều tra từ phía cảnh sát. Theo đó, khán giả tìm ra một số hình ảnh diễn viên phim Giờ Vàng, đó là HD và cùng nhạc sĩ HHA cũng có mặt tại Tây Ban Nha vào ngày 24 tháng 6, trùng khớp với khoảng thời gian xảy ra vụ việc. Hơn nữa, cái độ tuổi của hai nghệ sĩ cũng hoàn toàn tương đồng theo bài báo nước ngoài đã đưa, 37 và 42. Lưu ý, ở Tây thường tính tuổi khi chưa tròn sinh nhật, ví dụ sinh năm 1984, ở Việt Nam thường gọi là 38 tuổi. Nhưng mà ở Tây chưa đến sinh nhật thì năm 2022 vẫn gọi là 37 tuổi. Đặc biệt hơn, trong cái thời điểm được cho là hai nam nghệ sĩ này bị bắt, vợ của HD cũng đăng bài báo là chồng bị mất điện thoại, nên Facebook không liên lạc được với ai, chỉ liên lạc được với vợ. Giờ thì điện thoại vào tay ai, cơ quan nào thì tất cả quý vị và các bạn chúng ta có thể đoán được rồi chứ.
Và Ba Giai tiếp tục cập nhật thông tin sự việc này đến cho tất cả quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Và quý vị và các bạn nào chưa đăng ký kênh Ba Giai TV, hãy bấm kênh đăng ký và bấm quả chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh Ba Giai TV. Và bây giờ, Ba Giai xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.